Xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Em đang ở thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng. Hôm nay giới thiệu đến mọi người một lô đất thích hợp để ở nha. Đất nằm trong một khu dân cư, cách đường chính rất là gần luôn, chỉ có 40m thôi. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh nha mọi người. Từ đây mình đi ra đường quốc lộ 27 là 800m, đi ra chợ Thạnh Mỹ là 1,3 km. Tiện ích trong bán kính 2 km có đầy đủ nha mọi người. Đây là con đường dẫn vào lô đất ha. Đường bê tông rộng 3,5 m, xung quanh dân cư hiện hữu rồi. Từ đây nếu mình đi về thành phố Đà Lạt là 32 km nha mọi người. Hẻm này là hẻm cục nha mọi người. Trong này hiện tại có khoảng 1, 2, 3, 4 lô, 4 hộ dân đang sinh sống. Ok, thì đây là cái lô đất hôm nay giới thiệu đến mọi người, ngang 10 ha. Từ bên cái đám bắp này, đi qua giáp cái căn nhà này, ngang 10 sau vào trong là 15m, tổng diện tích là 148m2. Đất này hiện tại là đất trồng cây, mình chuyển mục đích được nha mọi người. Ở đây nếu mình chuyển 100m2 đất thổ cư khoảng 58 triệu. Thì cái căn nhà kế bên đây á là họ cũng diện tích y chang nè, cũng 10x15, họ xây căn nhà rất là đẹp luôn. Tí nữa em xin phép chủ nhà vào quay để mọi người xem với cái diện tích đất 150m2 này mình xây nhà nó sẽ như thế nào nhé. Để em đi một vòng tới cuối hẻm xem dân cư ở đây thế nào. Phía bên kia là trường trung học và phổ thông nội trú đó. Như cái căn nhà này 10m nè mọi người, cái mặt tiền khá là dài ha. Phía đối diện không có xây nhà nên tương đối thoáng ha. Hẻm cục nên nếu anh chị nào có con nhỏ thì cho nó chạy nhảy sẽ yên tâm hơn. Ôi chuối chín đã chưa, chín cây luôn mà tay không chặt nè. Đó, dân cư bên trong nè. Khu này lô nào cũng diện tích giống nhau nha mọi người. Chào chú. Con đi vòng vòng cho vui mà. Đó, tới đây là cuối đường. Cái thế đất nó nằm cao hơn cái khu phía dưới một chút cho nên mình cảm giác nó thoáng ha. Nó cao hơn phía dưới kia khoảng chừng 2m. Vùng ven Đà Lạt theo hướng quốc lộ 20 thì có huyện Đức Trọng với Đơn Dương. Thì cái Đơn Dương này có một cái lợi thế đó là khí hậu rất là mát ha. Mát hơn Đức Trọng từ 2 đến 3 độ. Bây giờ khoảng 23 độ C. Ok, thì cái lô đất đó là giá là 1 tỷ 10 x 15 ha. Nếu mà cái chiều sâu của lô đất này nó khoảng 20 đến 25 thôi á thì nó sẽ bán theo mét ngang đó là 200 triệu một mét rồi. Tại vì nó rất là gần Nguyễn Chí Thanh. Ở chỗ này vì cái chiều sâu nó ngắn cho nên nó có cái mức giá này. Rất là hợp lý ha. Anh cho anh tham quan nhà cái nha. Dạ. Yeah. À, đây là căn nhà ngang 10x15 nè. Đó. Mình có thể chừa phía trước khoảng 4m rưỡi ha, để làm 5m ha. 5m 5x10 để làm cái khoảng sân giống như anh này. Trồng lan trồng hoa để xe ô tô ha. Quay qua thôi nè, đừng quay trong. Ok. Đây. 10x10 ha. Xe kiểu chung cư. Hai phòng ngủ là đẹp rồi. Trồng lan á anh. Đam mê cây cỏ quá. Trên đất thì ảnh mình sớm ảnh mượn ảnh trồng đu đủ nè, bắp với mía. Ok, em thông tin lại đất này có diện tích là 148m2,
ngang 10 sâu vào trong 15m. Hiện tại là đất trồng cây chuyển đổi thổ cư được nha. Khu này dân cư hiện hữu, nhà kế bên rất là rộng rãi đẹp nè. Đất này thích hợp với anh chị nào đang tìm một lô đất để xây nhà gần trung tâm ha. Giá bán là 1 tỷ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Anh chị nào quan tâm có thể liên lạc em theo số điện thoại trong video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.